Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm và cấu hình của một cặp loa siêu khủng long đến từ Mỹ với cặp loa TV-3020. Với cấu hình trước máy quay, chúng ta thấy được rằng đây là một trong những cặp loa sở hữu chất âm nó có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc. Và một điều đặc biệt mà tôi cần lưu ý ngay từ đoạn clip này, đây là một trong những cặp loa siêu khủng long trong phân khúc bass 40 hoàn toàn sẽ không có đối thủ nào trên thị trường. Rất ít hoặc tôi chưa biết tới. Để mà so đọ về chất âm, tại sao cặp loa này nó lại khủng như vậy, thì chúng ta cần lưu ý một điều mà tôi nhấn mạnh ngay từ đầu đoạn clip. Với đặc trưng của những dòng loa TV được sản xuất tại Mỹ và những model lớn thì bao giờ nó sở hữu dải trầm nó xuống cũng rất là sâu. Đây là một lợi thế có thể so sánh với những dòng loa ví dụ như là JBL. Dải trầm của những cặp loa TV lớn bao giờ cũng ưu điểm hơn JBL. Điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy rõ nhất. Và ai đã từng chơi qua những cặp TV lớn thì chúng ta sẽ thấy được dải trầm sâu của nó. Với cấu hình trước máy quay, mời anh em cùng quan sát ở cự ly gần nhất với cặp loa được gọi rằng khủng long. Và thế nào là một cặp loa khủng long? Nó có thể đáp ứng cho mọi không gian, nhà hàng, quán bar, vũ trường hay những căn phòng khách lớn, sang trọng và mạnh mẽ. Thì đây là một trong những cặp loa không thể bỏ qua. Sở hữu chiều cao của cặp TV 3020 đến từ USA có cấu hình chiều cao cả chân lên tới gần 1m1 và chiều ngang tới 92cm. Coi như là tạm thấy tương đương nó khoảng tầm 1m2 rồi cho một chiếc loa. Trọng lượng của cặp loa này rơi vào khoảng tầm 1,5 tạ. Quý vị thấy rằng nó cực kỳ là khủng, rất ít có đối thủ. Thùng của nó là thùng gỗ, phía mặt trước được phủ sơn chống trầy siêu bền. Có thể chơi được mọi không gian, kể cả di động. Với thiết kế hai bát đảm nhiệm riêng cho dải trầm, đường kính 40cm xương đúc và gân vải tẩm dầu, nó có cái lam châm từ rất lớn phía sau lưng. Đây cũng là đặc trưng của dòng loa TV mà ai đã từng chơi qua thì đã biết tới. Nhìn rất gấu, nguyên cái lưới thép chúng ta quan sát này, nó làm cái lưới thép khủng khiếp luôn. Quý vị có thể đấm vào đây của nó cũng không xi nhê gì. Với hai quả bát súp này, đây là hai quả bát siêu trầm, sở hữu nguyên cái thùng to khủng long. Có lẽ quý vị đã thấy được rằng nó sẽ không có đối thủ. Phía bên phải nó được ngăn khoang nguyên một phần ba, hơn một phần ba góc thùng này được trang bị hai quả bát. Đây là một quả hai quả bát súp đảm nhiệm mà riêng cho giải trầm chắc. Những cái tiếng huỳnh huỳnh nó đánh trên hai quả bát súp 40 này, và những cái tiếng đánh trầm chắc, đánh bịch bịch thì chúng ta sẽ nghe trên hai quả bát súp này. Đường kính 25 phân và cái lam châm từ của nó tới 16 phân. Tất cả đều sở hữu gân vải xếp tẩm dầu và toàn thân của nó là xương đúc. Và nó được đóng riêng, cái thùng nó nằm riêng một góc. Đó, chúng ta có thể thấy được cái độ gấu và độ khủng của nó. Phần bên trên là một quả can 40 và nó có cái củ lam châm từ khủng tới 16 phân. Quý vị hát hò hay là nghe nhạc nó sẽ hết bàn với những quả can rất là nổi tiếng của hãng TV. Phần trên cùng là một quả, đây là một quả chắc can tai voi, chóp tên lửa và được thiết kế với mỗi chiều 15cm và nó có cái củ lam châm từ rất lớn, to như là cái bát phía sau lưng. Như vậy chúng ta đã thấy tổng thể của cặp loa TV 3020 với một ống hơi hình chữ nhật thoát hơi cho giải trầm, hai quả bát súp và một ống hơi phụ phía bên trên đảm nhiệm thoát hơi cho cả 4 quả loa nằm trên cặp loa TV 3020. Như vậy tổng số một cặp loa này nó có tới 6 quả loa. Gấu nhất, 12 cái loa này nằm trên đôi thùng cao gần 1m1, ngang 92cm, trọng lượng 1,5 tạ. Quý vị nào có cặp loa có thể so đọ được cấu hình này thì cứ lên tiếng đi ạ. Tôi thì tôi chưa thấy cặp loa nào có thể gấu hơn. Và tôi cần lưu ý ngay từ đầu đoạn clip này, tiếng trầm của nó xuống rất sâu, nó không lông như là các dòng loa full. Bởi vậy chúng ta có thể mở nhỏ tí đi chăng nữa nó cũng vẫn rất đọc về. Phía sau lưng là hai cái tay cầm bằng thép rất là chắc chắn và biểu tượng của TV. Tất cả các góc của nó được ke bằng thép. Phần thông số nằm phía sau lưng với cặp TV 3020HT có xuất xứ đến từ Made in USA. Với hai mức công suất như tôi vừa phân tích, phía mặt trước cho đảm nhiệm giải trầm 400 watt và cho giải trung âm và bát trung trầm đường của nó là 200 watt và tổng số ở mức trung bình và nhỏ nhất nó sở hữu là 600 watt một chiếc loa. Và chúng ta cũng thấy được rằng nó sở hữu 1.200 watt ở mức trung bình và nhỏ nhất cho cặp TV 3020HT. Tất cả tem cờ của nó phía sau lưng còn đầy đủ, có xuất xứ đến từ Made in USA. Với giắc cắm phía bên phải ở bên trái ngoài cùng, tôi đang cắm cho cả ba giải và một giắc chuyên nghiệp cũng cắm cho cả ba giải. Và chúng ta có thể cắm riêng, chơi nguyên trầm không, chơi mic không và chơi check không. Đây là chế độ cực kỳ là tuyệt vời và hữu ích của cặp TV 3020HT siêu khủng long đến từ USA. Một trong những cặp loa không có đối thủ
nhất là trong phân khúc tầm tiền. Với cặp loa này thì chắc chắn chúng ta cũng đã thấy rõ được cấu hình mà tôi đang giới thiệu trước máy quay. Quý vị thuộc những trường phái mà thích sở hữu chất âm chuyên nghiệp, thứ nhất là karaoke, thứ hai là chơi được đa dạng các dòng nhạc và đồng thời sở hữu uy lực mạnh mẽ. Duy nhất một cặp loa này chúng ta có thể chơi cho những căn phòng khách từ 50, 100 vài 300 mét vuông hoặc những nhà hàng, quán bar, vũ trường. Thực thụ với chất âm của cặp loa này thì chúng ta mới thấy rõ nhất được thế nào được gọi là nền sàn. Và khi karaoke, quý vị mới thấy được thế nào được gọi là karaoke chuyên nghiệp. Cái tiếng của nó hát nó sướng, nhẹ, nó bay, rất là chuyên nghiệp. Tôi có thể nói rằng với chất âm của những dòng loa này thì không có điều gì mà bàn luận thêm. Có lẽ rằng bây giờ tôi lại mời quý vị lại cùng thưởng thức một vài giai điệu nhẹ nhàng và mềm mại thôi, để chúng ta thấy được sự thể hiện cực kỳ là tuyệt vời của cặp loa nổi tiếng và cũng là gấu nhất của hãng TV đến từ Mỹ. Khá là ít ở thị trường trong nước để có thể sở hữu được một cặp loa khủng long có trọng lượng nặng tới 1,5 tạ và to lớn như thế này. Vận chuyển về tới vị trí trước máy quay, chúng ta thấy rằng hoàn toàn của nó là yên tâm tuyệt đối, không trầy xước cũng chẳng bị móp méo bất kỳ một chút nào với cặp loa siêu khủng long. Quý vị và anh em quan tâm đăng ký kênh ủng hộ cũng như là theo dõi, tôi sẽ liên tục cập nhật tiếp theo rất nhiều những tuyệt phẩm loa nữa được tuyển chọn từ các thương hiệu lớn trên thế giới và sẽ được liên tục đăng tải trong những đoạn clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Và bây giờ lại mời toàn thể anh em quay lại thưởng thức một vài giai điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào của cặp TV 3020 đến từ USA. Siêu khủng long nặng tới 1,5 tạ trước máy quay. Quý vị quan tâm có thể nghe theo số điện thoại trên kênh của mình Toàn Audio Nam Định 0966866552. Trường anh đến mong tìm bóng dáng thân quen.